Nhắc đến Tết Việt thì không thể không nhắc đến ẩm thực. Bởi lẽ Tết mang những nét đẹp về văn hóa truyền thống, về phong tục tập quán rất đặc trưng của dân tộc Việt Nam, mà điều đó thể hiện rõ nét nhất trong ẩm thực ngày Tết. Bánh chưng, bánh tét, các loại bánh mứt và mâm ngũ quả lúc nào cũng được bày trí đẹp mắt trong mỗi gia đình, cùng với cây mai, cành đào, câu đối đỏ đã làm nên một hình ảnh đẹp, thiêng liêng và không thể thiếu được trong ngày Tết. Đối với những người con xa quê thì ngày Tết càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tính cách con người Việt Nam dù ở đâu, làm gì thì vẫn không thay đổi được. Những ngày sắp Tết, dù bận rộn đến mấy, vẫn tranh thủ chuẩn bị trang hoàng nhà cửa và mua sắm những món ăn cho ngày Tết. Mong muốn được thưởng thức các món ăn quê hương để cảm nhận Tết đang đến gần kề và một lần nữa hồi tưởng lại những ký ức gia đình đẹp đẽ trong lòng mỗi người. Tết là dịp để tất cả mọi người vui chơi, ăn uống, nhận lì xì và là dịp để những lo toan muộn phiền khép lại khi thời khắc giao thừa đến và đón chào một năm mới với nhiều điều đẹp đẽ. Nhưng Tết không đơn thuần chỉ mang những ý nghĩa như vậy, mà nó còn là dịp để những người con, người cháu thể hiện lòng thành kính, nhớ ơn của mình đối với tổ tiên, ông bà thông qua những món ăn mang đậm hương vị ẩm thực Việt Nam ngày Tết. Và đó cũng là dịp để những người vợ, người mẹ, người bà dồn hết cái tâm, đong từng giọt yêu thương mà tạo ra những tuyệt phẩm cho người chồng, người con, người cháu được thưởng thức. Chính vì vậy, từ bao đời nay, người Việt rất quan trọng ẩm thực ngày Tết. Chẳng cần phải in thành sách để học, nhưng ai đã là người Việt Nam thì đều biết những món ăn bắt buộc phải có trong mâm cơm ngày Tết. Người Việt cũng rất cầu kỳ và quan trọng trong bữa cơm gia đình. Nên dù ai đi xa hay làm gì cũng phải trở về nhà trước giao thừa để cùng gia đình sum họp bên bàn ăn. Đó đã trở thành thói quen rất đẹp và đáng để trân trọng, cần được lưu truyền cho con cháu. Nếu mà nói về Tết đó thì mình nghĩ tới tất cả về gia đình, về tất cả những văn hóa và những gì mà thiêng liêng nhất của Tết Việt Nam mình. Ở đây mặc dù là ở ngoài cũng lạnh mưa tuyết, nhưng mà điều mình cũng ráng cố gắng đi tới đây để mà vui vẻ một hôm. Cái ngày là Tết là cái ngày mà tụ họp gia đình, cái ngày mà bạn bè thì không chỉ cái thức ăn ngon mà cái conversation, cái buổi hàn huyên, cái buổi mà gặp gỡ cha mẹ, anh em. Phong tục Tết của người Việt Nam tuy rất quan trọng chuyện ăn uống, vì vậy người ta thường không gọi là lễ Tết mà là ăn Tết. Nhưng mà cái ăn Tết ở đây quan trọng không phải là lựa những món ngon vật lạ, không phải là sơn hào hải vị, bào ngư vi cá, mà là lựa những món ăn có thể để được lâu. Như nhắc đến ẩm thực truyền thống của miền Bắc thì luôn nhớ đến câu thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Không có thịt mỡ, không có dưa hành, không có bánh chưng thì không phải là ngày Tết. Điều đó làm nên nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam ngày Tết. Thế nhưng miền Bắc thích ăn bánh chưng, còn miền Nam thì lại thích bánh tét. Dưa hành của miền Bắc thì trong Nam lại gọi là dưa giá. Miền Trung không ăn dưa hành, không ăn dưa giá, mà là ăn dưa món. Do thời tiết của miền Bắc và miền Trung khá lạnh vào dịp Tết, nên thường có món thịt đông. Trong khi miền Nam thì rục rùi nồi thịt kho tàu nước dừa nóng hổi. Có thể thấy được rằng, ẩm thực Việt luôn được thể hiện độc đáo qua những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản và quen thuộc. Nhưng mỗi món ăn gắn liền với một câu chuyện xa xưa và mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam ta. Ví như câu chuyện bánh chưng bánh dày của Lang Liêu, thật là xúc động khi sắn miếng bánh chưng gói đẹp, ăn đủ chất béo ngậy, nghĩ tới một thuở vua Hùng, lòng hiếu thảo của vị hoàng tử đã dâng vua cha sản phẩm do chính mình làm ra, tự chế biến nhân ngày đầu xuân,
để rồi ngày sau trở thành ẩm thực Việt Nam ngày Tết và trở thành món ăn truyền thống của ngày hội. Ẩm thực Việt Nam không những thơm ngon, bổ dưỡng mà còn đậm đà bản sắc dân tộc, không thể lẫn với bất kỳ món ăn Tây Âu nào. Và dù có đi khắp nơi trên thế giới này, chúng ta vẫn tin và tự hào rằng những món ăn ấy nuôi sống chúng ta. Câu chuyện sau mỗi món ăn đã làm đẹp thêm tâm hồn của mỗi người con Việt. Cũng chính từ những ý nghĩa trên mà Hội Tết Bính Thân năm nay do Hội Người Việt Toronto tổ chức vào ngày 16 tháng 1 vừa qua có rất nhiều gian hàng ẩm thực mang hương vị Việt trên đất khách như bánh mì, xôi mặn, bún và các món ăn ngọt khác. Như là mỗi một năm cố gắng để mà đi tới hội chợ để mà làm cho cái không khí Tết nó vui vẻ hơn. Thì cô thấy ở đây cũng có, năm nay cũng có nhiều cái gian hàng rất là hay. Người Việt Nam mình rất là thích ăn bún măng vịt. Nhất là thứ nhất là thịt vịt, thứ hai là cái măng khô của Việt Nam. Là đặc biệt người Việt Nam mình, từ Việt Nam mình thích ăn. Cái này chỉ là đặc biệt Việt Nam mới thích ăn món này thôi. Thành ra cô thấy là trong hội chợ này cô muốn làm cái miếng bún, làm cái bún măng vịt. Làm thì cũng rất là cực, nhưng mà cô thấy là mỗi năm làm gặp được đồng hương cũng rất là vui. Ngày xưa giờ chị chưa bao giờ mở tiệm cháo mà chưa bao giờ bán cháo, chưa bao giờ làm cái gì về mua bán về đồ ăn, thức ăn hết. Nhưng mà năm nay thì chị quyết định mở một quán cháo. Quê của chị là ở miền Tây, mà miền Tây lại thích ăn cháo, mà là cháo đậu, nước dừa và tất cả những cái món mà chị từ xưa tới giờ chị thấy ở bên đây thì rất là mình không có cái điều kiện để mình làm những cái món chi tiết nhỏ nhỏ đó để ăn cùng một món cháo. Thành ra chị mới đem mấy món này ra hội chợ để giống như là mình quảng cáo với bà con mà đem lại những cái gọi là cái thuần túy, cái kỷ niệm của quê hương mình đó, và gửi lại cho bà con biết. Dạ. Tết năm nay thì rất là thích hơn là tại vì có nhiều cái gian hàng truyền thống của người Việt Nam mình. Mặc dù ở xa quê mình không có về được, nhưng mà mình nhìn thấy lại những cái hình ảnh này, mình nhớ về quê hương của mình. Kể cả nếu mình ăn một cái ổ bánh mì tay cầm mà đứng như vậy thì nó cũng rất là hạnh phúc. Mình thấy người Việt xung quanh ở đây, thì có món ăn mà quốc hồn quốc tiến như vậy đó, nó gợi lại cái cảm giác những ngày xuân của Việt Nam đó, mà khi mình xa. Nhưng mà nó rất hay là gì, khi cái không khí bên ngoài nó vẫn bình thường, mà cái không khí cái nơi mà người Việt mình tụ họp ở đây đó, để chung vui trong ngày Tết đó, thì nó rất là, mình cũng khó cảm giác, mình cũng giải thích khó lắm. Đó là nó là thiêng liêng rồi, nên mình cũng khó nói. Hơn 30 gian hàng ẩm thực có trong hội chợ Tết lúc nào cũng đông đúc người tham dự. Họ vui vẻ thưởng thức cùng con cái những món ăn quê hương như đang tận hưởng chính hương vị ngày Tết, hương vị của sâm vầy, hương vị của những người đồng hương đang sống tại hải ngoại mà một năm mới có dịp hội ngộ và vui xuân một lần. Cảm giác ấy lâu lắm rồi mới có được kể từ những ngày xa quê hương. Thank you.
hương vị của năm mới đang đến gần. Những bữa tiệc tất niên với đủ các món ăn ngon đã làm nao lòng những người con xa xứ, mong mỏi được đón một cái Tết như những cái Tết xưa, những mâm cơm cuối năm sum họp, những cuộc nói chuyện ôn lại những điều đã qua trong cuộc sống, luôn là hình ảnh ấm áp, đẹp đẽ và thiêng liêng của Tết Việt Nam.